Xin chào mọi người, tiếp tục chuỗi video về tip and trick. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn một mẹo nhỏ, đó là thay đổi màu nền trong môi trường drawing. Như mọi người đã biết, Autodesk gần đây đã tung ra phiên bản 2022. Mình thấy rất nhiều bạn thích thú về tính năng Dark Mode và hỏi mình cách đồng bộ giữa các môi trường. Vì mặc định môi trường bạc của mọi người thấy đây đang là Dark Mode, thì mình nghĩ là mọi người coi phần What New thì mọi người cũng có thể là chỉnh sửa như thế này rồi. Nhưng mà sang cái phần drawing là phần bản vẽ thì cái template cũ của mọi người có thể là màu sắc nó như thế này và chỉnh nó sẽ không theo một đắp mốt đồng bộ, thì mọi người thấy nó hơi kỳ và mọi người không biết cách chỉnh. Nhân đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách thay đổi màu trong môi trường drawing. Đầu tiên mọi người chọn vào tab tool và chọn phần document setting. Ở đây thì mọi người chuyển sang cho mình phần sheet. Trong phần sheet này thì mọi người chỉnh phần màu sắc ở đây này, có rất là nhiều một phần ha, thì mọi người chọn cho mình phần sheet này. Mình nhớ không nhầm thì phần video tiếp trước này bên phía OneCAD Việt Nam đã làm rồi, nhưng mà đây mình sẽ làm cho mọi người tính cả đồng bộ của phần ngoài luôn. Rồi phần này thì mọi người chọn cho mình cái phần màu sắc ha, và mọi người nhập cái màu sắc mọi người mong muốn. Thì thông thường thì cái màu sắc của bên AutoCAD á, nó đồng bộ với cái này luôn, đó là phần 33, 40 và 48 thì mọi người nhập đây này, cái màu này này. Và mọi người có thể add vào đây để dễ dàng bấm lại vào phần nhập thông số này. Cái thông số này thì mình quá quen rồi, và mình nghĩ là mọi người sử dụng AutoCAD thì cũng rất là quen thông số này thôi. Đó, khi mình chọn cái màu này và mình apply thì cái màu này sẽ chuyển này sang màu tối. Rồi, hiện tại đấy là mình đang chỉnh cái màu tối của cái này, và mình có cái đường đây, sheet outline. Cái sheet outline này mình có thể mình sẽ chỉnh cho màu đỏ đi cho nó hiện lên. Đó, mọi người nhìn thấy ha, đây là cái phần bản vẽ của mọi người. Và phần này vẫn chưa được chỉnh. Để chỉnh phần này thì mọi người sẽ chọn vào đây, Application Option, và mọi người chọn cho mình cái phần đây, thích làm cho mình ha. Rồi, chỗ phần này là 2D này, đó mọi người chọn phần 2D. Và mọi người chọn cái màu mọi người vừa làm đây. Nếu mọi người chưa chọn đây thì mọi người có thể nhập lại thông số 33, 40, 48. Bấm chọn màu này. Đó, rồi apply, ok. Đó thì mọi người thấy cái màu tối nó sẽ đồng bộ ha, môi trường bên này và môi trường bên này nó cũng sẽ đồng bộ hai bên. Thì mọi người làm chuyển qua chuyển lại nó sẽ không đau mắt nữa. Rồi, vừa rồi là mình đang chỉnh sửa độc lập trên file này. Bây giờ nếu mà mọi người mở một file mới tiếp đi, giả sử mình mở này, thì cái nền nó cũng như thế này thôi. Đó, nền nó chỉnh như thế này. Mọi người phải đổi file này nữa. Thì để mà mọi người đổi như thế này này, thì mọi người sẽ quay lại cái file cũ đi ha. Cái file mọi người đã chỉnh ok rồi ấy, thì mọi người làm gì? Mọi người lưu cái file này thành template là được. Đây ha, mọi người bấm vào File, Save As và chọn template này. Đây, phần này Save copy as template. Rồi, phần này thì mọi người chọn cái phần template ở đây thôi. Mọi người đặt này, giả sử như mình đặt ATC đi. Đó, mình save. Yes. Rồi, vừa rồi thì mình đã tạo xong cái phần template ha. Và mình mở đây, chọn này, mở lên cho mọi người coi thử ra. Đó, phần giao diện đã thành nền tối rồi. Mình hy vọng cái mẹo nhỏ vừa rồi sẽ giúp ích cho mọi người. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo.